bỏ ai. Mưa đi xong con hao lỡ không cần, nắng sắt mà kém ai nồng sao. Ni hùa chờ ai nồng khắm nơ, bình đủ bờ hướng ai nồng. Thank you.
thành viên cùng với chú rể Xuân Trường sẽ để diễn ra thành công tốt đẹp. Trân trọng và kính mời tới toàn thể quý vị. Xin hân hoan nồng nhiệt chào mừng chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý cụ, quý ông, quý bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú đã có mặt tại lễ vu quy của cô dâu Mai Thư, sánh ngang với chú rể Xuân Trường trong buổi trưa ngày hôm nay. Trong không khí vui tươi đầm ấm và sang trọng tại gia đình nhà gái bản Nóc Bon, xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, chương trình được diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 2024, tức ngày 6 tháng 9 năm Giáp Thìn. Đặc biệt ban tổ chức và gia đình rất vinh dự khi được đón tiếp quan viên đại họ, quý khách gần xa, các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam thanh nữ tú và bạn bè thân hữu của cô dâu chú rể. Lời nói đầu tiên, cho phép em Diệp Anh và anh Đức Duy xin gửi tới quý vị quan khách lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý thân mến, có một câu nói về tình yêu rất hay mà Đức Duy muốn chia sẻ đến với quý vị, đó chính là tình yêu không phải là điều bạn tìm thấy mà là điều tìm thấy bạn. Giữa những bộn bề của cuộc sống, chú rể Xuân Trường và cô dâu Mai Thư, hai bạn đã tình cờ gặp được nhau, tìm hiểu nhau và đến ngày hôm nay đây cũng đã quyết định đến hôn nhân. Và tình yêu của đôi bạn trẻ đến ngày hôm nay đây không phải đến từ những lời nói ngọt ngào mà đến từ sự chân thành và quan tâm lẫn nhau. Và thời gian trôi qua, họ học được cách thấu hiểu, quan tâm nhau nhiều hơn. Và để trước sự chứng kiến của đông đảo toàn thể quý vị con khách, gia đình hai bên, và Đức Duy sẽ không làm quý mất thời gian của quý vị thêm một giây phút nào nữa. Chân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng với chúng tôi hướng tròn cái ánh nhìn của mình về phía cổng chính và cùng vang lên những tràng vỗ tay thật cao thật lớn để cùng chào đón cô dâu chú rể. Họ là những người đã cho chúng ta tất cả những lý do để có mặt tại đây, và không ai khác, xin được chân trọng kính mời và bước lên sân khấu cô dâu Mai Thư, chú rể Xuân Trường. Trân trọng kính mời. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đời đến cuối cuộc đời. Kính thưa quý thân mến, cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay đây, thoáng nhìn ai cũng biết ngay chẳng nhầm. Cô dâu áo trắng má hồng, bên ngoài e thẹn nhưng trong lòng sướng vui. Chú rể trông thật là tươi, quần đen áo trắng mặt cười như hoa. Cô dì chú bác già trẻ đến đây để chúc mừng cho hai bạn từ đây một nhà. Và hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta đang thấy trên sân khấu lúc này đây, đó chính là cô dâu Mai Thư, chú rể Xuân Trường và tình yêu bằng những lời chúc tốt đẹp của toàn thể các vị. Xin mời toàn thể các vị sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúng chào đón cô dâu chú rể được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, và quả thật là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tân tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Cô dâu chú rể của chúng ta có được ngày vui trọng đại như ngày hôm nay là nhờ đến công ơn sinh thành dưỡng dục vô bờ bến của những người làm cha, làm mẹ. Và cũng là ngày trọng đại như ngày hôm nay, không thể thiếu được những người làm mẹ, làm cha. Và ngay sau đây, ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời quý vị quan khách. Chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hoa và trao những tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón thân sinh phụ mẫu của cô dâu chú rể. Về phía gia đình hoàng đặc gái, xin được trân trọng kính mời và bước lên sân khấu ông Lò Văn Quốc và bà Lò Thị Hưởng, là thanh kim nguồn máu của cô dâu Mai Thư, sẽ cùng di chuyển lên sân khấu tình yêu để ra mắt tới toàn thể quý vị. Xin mời. Và về phía gia đình họ nhà trai, xin trân trọng kính mời ông Lò Văn Thuần và bà Lò Thị Cầm, là thân sinh phụ mẫu của chú rể Xuân Trường, cũng sẽ cùng nhau di chuyển lên sân khấu để đứng cạnh người con trai yêu quý của mình. Xin trân trọng kính mời. Với cô dâu chú rể, và trong quá trình tổ chức cũng như là tiếp đón chắc chắn sẽ còn nhiều điều thiếu sót, mong quý vị sẽ thông cảm cho ban tổ chức và hai bên gia đình. Kính thưa quý thân mến, mà như vậy là những nhân vật quan trọng, những nhân vật chủ chốt của chúng ta đã có mặt trên sân khấu tình yêu rồi. Và đúng thật là lời chào thì cao hơn mông cỗ. Ngay sau đây, để gửi lời chào tới toàn thể các vị, xin được trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng cúi chào tới toàn thể các vị đi ạ. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, từ ngàn xưa đến bây giờ và mãi tận ngàn sau, tình yêu luôn là một câu chuyện dài với rất nhiều diễn tiến đầy cảm xúc, cùng vô vàn những màu sắc khác nhau. Song vẫn có một điểm chung là khi bước vào tình yêu, khi đôi trái tim đã hòa chung cùng một nhịp đập, thì những đôi uyên ương luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình, nguyện mãi mãi như chim liền cánh, như cây liền canh. Và đôi bạn trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật đấy. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến,
yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, là món quà quý giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho chúng ta. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, cô dâu chú rể của chúng ta cũng đã tìm được bến bờ hạnh phúc, và đám cưới những ngày hôm nay chính là minh chứng cho tình yêu đó. Và hơn nữa, hôm nay được xem là ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 28 tháng 10 năm 2024, tức là ngày 26 tháng 9 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của chú rể và cô dâu. Và đặc biệt hơn nữa là sự chứng kiến của đông đảo toàn thể quý vị quan khách, chúng ta đã cùng trở về đây để cùng chung vui và chúc mừng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, ngài em Diệp Anh ơi, và chắc hẳn là sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ngay sau đây, ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố lễ cưới của đôi bạn trẻ Mai Thư, Xuân Trường, Xuân Trường, Mai Thư chính thức được bắt đầu. Xin mời toàn thể quý vị sẽ ra những tràng vỗ tay để cùng chúc mừng đi ạ. Xin mời chú rể và cô dâu và hai bên gia đình chúng ta đã cùng nở những nụ cười thật tươi lên đi ạ. Kính thưa quý dân mến, và với những bản pháo sáng lung linh hiện ảo kèm với tiếng nhạc vang lên, và cũng đã chính thức báo hiệu rằng cô dâu chú rể từ nay hai bản chung nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ban ngày chung việc ngoài đồng, ban đêm chung gối chung giường chung chăn, chung tên một cánh thiệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn sang giàu, công thành danh toại đẹp lòng mẹ cha. Và tiếp nối chương trình, chân thành kính mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ bước lên phía trước của mình hai bước để trao cho nhau chiếc nhẫn tình yêu, kỷ vật thiêng liêng, trân trọng kính mời. Xin mời hai bạn sẽ cùng quay mặt vào nhau đi ạ. Và chú rể Xuân Trường thân mến, và ngay sau đây để thể hiện sự gan lăng bản lĩnh người đàn ông của mình, chú có thể quỳ một gối xuống để cầu hôn cô dâu xinh đẹp Mai Thư được không ạ? Wow, rất tuyệt vời, xin những tràng vỗ tay của quý vị được không ạ? Kính thưa quý thân mến, chiếc nhẫn là một vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối, tượng trưng cho tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Chiếc nhẫn sẽ được nêu vào ngón tay giáp út, nơi mạch máu chảy xiết của con tim. Vâng ạ, xin mời cô dâu sẽ cùng trao lại cho chú rể đi ạ. Vâng ạ, và sau khi trao xong, xin mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ ôm nhau một cái. Một cái ôm chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Và bây giờ là tình nghĩa vợ chồng, xin mời. Vâng ạ, xin anh chào mỗi tay của quý vị được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chân thành kính mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ cùng trở lại vị trí ban đầu để cùng sẵn sàng đón nhận những tình cảm của tất cả mọi người đi ạ. Quý vị thân mến, và ngày hôm nay ngoài những tình cảm của tất cả chúng ta từng có mặt tại đây để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, thì những người làm bố, làm mẹ, làm anh, làm chị, làm chú, làm bác ngày hôm nay cũng sẽ có những phần quà hết sức tuyệt vời của mình để dành cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và món quà đầu tiên sẽ là trân trọng kính mời giới thiệu món quà đến từ bố mẹ của cô dâu, sẽ trao những phần quà, những tình cảm đã dành dùng bấy lâu nay để cho người con gái yêu quý của mình. Sẽ là trân trọng kính mời. Chim mơ tách lại bò mẹ phi nâu hoa sương hoa của nhân hù chim té bầu bầu sản cổng pha tương khứ cá tách ngô mẹ phải quê mẹ thầu cá tách mỏ của dung mà lát tiền hè bởi đi sang ải tăng êm bò mẹ phi nâu ai lúc em bà ào à ý ai cứ nhắc mi trường lành sành hùng mắc khá hởi đù là em na khá và trường bê bò hát lù em còi con nơ trường bê bò khòn lù em còi hiu lù còi hiu hồ tấy mưa rú hơn phùa mơn phùa lù em nha mầm còi số nặng bú xa trở lì còi số phùa dệt hay hay na hả mít. Kính thưa quý thân mến, quả đúng là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, biết bao nhiêu gian truân khó nhọc nuôi con khôn lớn trưởng thành, để rồi ngày hôm nay đây bố mẹ dựng vợ gả chồng cho anh con và có món quà hết sức tuyệt vời để dành cho anh con. Và món quà này bố mẹ dành cho cô dâu chú rể để cho hai con làm hành trang bước vào cuộc sống hôn nhân và gia đình. Trước sự chứng kiến của đông đảo toàn thể quý vị, bằng sự yêu thương, bằng tình cảm của toàn thể quý vị dành cho chú rể và cô dâu, một lần nữa xin trân trọng vỗ tay của quý vị để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp theo chương trình sẽ là trân trọng kính mời và giới thiệu món quà đến từ anh Tươi, món quà đến từ gia đình chú Lan Tâm, gia đình cậu Kiết Lâm cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để gửi gắm những phần quà, những tình cảm tới cô dâu chú rể. Rất là trân trọng kính mời.
Vâng, cả ba tổ chức trên đời trân trọng kính mời cô chú anh chị chúng ta có tên trong danh sách tham quà, và chúng ta cùng di chuyển về phía cánh ngả của sân khấu để thuận tiện cho việc trao quà đi ạ. Trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang được chứng kiến anh Tươi, gia đình chú Lan Tâm, gia đình cậu Kết Lâm đang cùng nhau di chuyển lên sân khấu để gửi những phần quà, những tình cảm tới cô dâu chú rể. Và tiếp theo, phần quà của gia đình cậu Kiệt Lâm thì sẽ đến với phần quà của gia đình chú Hường, gia đình chú Huy Khiển, gia đình bác Ngân Quỳnh cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để gửi gắm những phần quà, những tình cảm của mình tới cô dâu chú rể. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý thân mến, quả đúng thật là công cha thì cao tận bằng trời, như mẹ như nước, người người biển đông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọn ngành nghe con, làm sao đạo nghĩa vuông tròn. Thảo thông kia cha mẹ vẫn còn nơi đây, cùng nhau vun đắp dựng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Chim bao thanh lầy, bò mẹ pi nào hoa sương, hao của nhau hồ, mẹ là thành lù té nhang lành, bò bách liền lù té nhang nòi, mẹ sẽ ủng tiếp nửa cha quế kinh phòng, bò ép sự dệt cốt bền phù, tạnh lúa trưa mà nhớ sùng rau, ăn và công bò ai tập vui nhớ khẩu cơm, công mẹ ép bàn sương nằm bó bồm bó bàn bó mi chưa hành, bò mẹ thành té nòi tò đán bu xòa, bò trắng hà sừng bất tóc công cho đất xưa này tè nang. Ăn và cuộc gian bách nhắc sầu gọi phương công ải. Trong sáng này tháng năm hai mươi là tìm nhờ mưa bằng. Lù là trắng còi ngã mọt nằm sầu quê sầm quê có trắng mi bó. Tóc có trầu chăm chăn bò mẹ ó xinh. Đồ ó bền cốt bấu trừ và nòi. Mẹ là tàn như nhòi còi hiếng hù phác. Lúc hằng cánh lúc trăng có gió lốc bồng về. Lù là trắng còi tóc công ải chất lột xài mắc vành. Bằng công em chưa hiếu phòng bá lì gót banh bàn ỏi. Hà con sỏi chằm chằn bò mẹ chưa hền. Hồng ma buồn bóp bền tà và thế khoai mất cả sẽ là banh ơi. Và tiếp theo chương trình xin là trân trọng kính mời và giới thiệu món quà đến từ gia đình anh Suýt Loài, gia đình chị Thương cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để gửi những tình phần quà, những tình cảm tới cô dâu chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin là trân trọng kính mời. Kính thưa quý thân mến, và đúng thật là nước biển mênh mông không đâu đầy tình mẹ. Công cha nghĩa mẹ muôn đời ghi sâu, công nghĩa sinh thành muôn thuở nào quên, mong sao cho hai con được đền đáp xứng đáng dạy thảo đẹp tên dâu hiền. Trân trọng kính mời của chú anh chị chúng ta có tên trong danh sách tham quà, chúng ta cùng di chuyển lên sân khấu tình yêu để có những món quà tuyệt vời của mình để dành cho chú rể và cô dâu trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, chúng ta đang được chứng kiến tại gia đình anh chị Tuyết Mai, gia đình chị Thương cũng đã di chuyển lên sân khấu để gửi những phần quà, những tình cảm tới cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Và quả thật là công cha thì cao tận bằng trời, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông. Công cha nghĩa mẹ sinh thành, làm con phải nhớ ngọn ngành nhé con, làm sao lão nghĩa vuông tròn. Thảo thơm khi cha mẹ vẫn còn nơi đây, cùng nhau vun đắp dựng xây, làm cho tổ ấm của mình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui nhé hai bạn. Vâng, cảm ơn thay mặt và thay lời cho cô dâu chú rể, chúng em chúng con xin long trọng cảm ơn những tình cảm của tất cả mọi người. Và ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau bớt chút thời gian riêng tư, thời gian bằng gặp của mình để cùng hồi tụ đông đủ trở về đây để cùng chung vui với chúc mừng cho cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình, chân thành kính mời chú rể và cô dâu hai bạn sẽ tiến về phía tháp đi tình yêu để thực hiện nghi lễ rót rượu sâm panh ạ. Trân trọng kính mời. Quý vị thân mến, mà cái gì lần đầu tiên cũng khó đúng không ạ? Và chắc hẳn làm thu ra trận này sẽ không khó gì đối với chú rể Xuân Trường đúng không ạ? Xin mời chú sẽ cùng khui ra trận sân banh đầu tiên đi ạ. Wow, xin mời cô dâu chú rể hai bạn sẽ cùng tay trong tay rót tràm tháp đi tiểu tình yêu đi ạ. Xin mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, đang cùng nhau tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim đang hòa chúc cùng một nhịp đập để cùng nhau rót tràn tháp ly rượu. Màu rượu là màu hồng, màu máu của trái tim, những giọt rượu chảy tương với những cung bậc cảm xúc tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Kính thưa quý thân mến, và đúng thật là anh sẽ là dòng sông để em là biển rộng, anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để đưa em bước vào đây. Xin mời chú thể hãy cùng vui chơi được xung quanh thứ hai đi ạ.
Nơi nặng trong lòng, điều dối dăm sông cũng đổi mà bạn đều cùng qua. Thương nhau bên rặng thế già, sợ giờ biết áo hai ta chưa về. Hai ta giữ chọn lời thề, trăm năm hạnh phúc mẹ cha vui lòng. Mà thương nhau thì không kể giàu nghèo, thương nhau đến tóc vai bạc màu vẫn còn thương nhẹ hai bạn. Xin mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng tiếp tục bước chạm tháp đi chiều tình yêu điện. Xin mời. Vâng, cả mọi người sau đây, trân trọng kính mời chú rể và cô dâu. Hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người hai ly rượu. Cô dâu sẽ mời bố mẹ chồng, chú rể sẽ mời bố mẹ vợ. Sau đó hai bạn sẽ cầm lấy mỗi người một ly. Kính thưa quý nhân Bích Thành, xin mời hai ông bà hai bà, hai à sẽ cùng đón nhận những tình cảm của cô dâu và chú rể đi ạ. Xin mời bạn sẽ cầm lấy mỗi người một ly rượu và cùng quay trở lại vị trí ban đầu đi ạ. Với cả một ngày giây phút ở đây, chân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc, chúng ta đã cùng quay tròn và chạm ly nhau đi ạ. Quay tròn và chạm ly nhau và cùng hướng ly về phía toàn thể quý vị đi ạ. Xin mời. Kính thưa quý thân mến, và ngày hôm nay đây, chúng ta đã cùng nhau với chút thời gian riêng tư, thời gian bạn gặp của mình để cùng hồi tụ đông đủ trở về đây. Và với chung một lý do là để chúc mừng cho hai bạn được trăm năm hạnh phúc, chúc cho hai họ được mặt mà tình duyên. Vâng ạ, và chắc chắn rồi, câu nói trăm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa phu thê. Chúng ta sẽ cùng dành cho cô dâu chú rể bằng những chén rượu thật là nóng nảy tình cảm được không quý vị ơi? Được không ạ? À? Xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng gửi những lời chúc, những tình cảm của toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng trở về đây để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể bằng một ly rượu thật là tuyệt vời được không quý vị ơi? Được không ạ? À? Bạn bè của cô dâu đã hết rồi ạ? À? Ơi! Báo mời ơi! Sẵn sàng chưa ạ? Chuẩn bị đi nào! Một! Hai ba sao, hai ba sao, hai ba chúc mừng hạnh phúc, xin mời. Vâng, là xin vâng, cả mọi người về giây phút này đây, chân trọng kính mời chú rể và cô dâu và hai bên gia đình chúng ta cùng xuống từng mâm cơm từng rượu để mời dần một cơm tới toàn thể quý vị đi ạ. Xin mời. Chim mơ tên này, bò mẹ phi nào hoa sương, mà đi bò mẹ phi nào hâu, vợ gạo cằn bột vía băng cằn, mà cho mở bò mớ khơi mớ, mà bò lù sòn lan tỏa chuông sòng phái cơ va mớ, lù lan cơ bó mít sàng hờn xưa, chứ lại sò tăng nà tay hơn, lù lan chứ lại sò chúc buồn phục xuân chúc tuệ, hà rú xiềng sẽ nằm mồi bó ly sờ, hùa chân ly sáng bàn chú chơi anh hào, tuổi kẻ thầu cái hoài màn kén sư hừng lè nơ, chú gặp bò mẹ phi nồng, vợ gạo dâu lì sẽ đồng yên, rú xiềng sang tà bên, rú xiềng sẽ nằm bó, xíp bì những mì lùa nào, xa bì những mì lùa xầy, bày xe máy nhé chung, bày xe lỗ nhé khổng, hảo hoan mặt giữ bài đáp bò mẹ phi nồng nơ. Kính thưa quý thân mến, và để tiếp nối chương trình lại xong nhạc trong buổi trưa.
vị ơi. Với tiết mục vừa rồi đã làm cho chương trình của chúng ta trở nên lung linh hơn, sắc màu hơn. Và với tiết mục vừa rồi thì cũng đã thu hút được rất là nhiều sự chú ý từ quý khán giả ở phía dưới, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng cảm ơn.